vừa giành đôi lời khen cho Việt Nam, Bỉ, Bồi Thái và Malaysia. Đội tuyển U23 Việt Nam đã nhận được những cơn mưa lời khen từ cộng đồng mạng. Trong khi đó, U23 Thái Lan và U23 Malaysia lại bị chia tay tả. Đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc đánh bại đội tuyển U23 Malaysia với tỷ số 2-0 để giành quyền vào tứ kết U23 Châu Á 2022 với vị trí nhì bảng C. Trước trận đấu, báo chí Malaysia thừa nhận rằng rất khó để đánh bại đối thủ mạnh như U23 Việt Nam. Tờ Harian Metro nhận định đây là cơ hội cuối cùng để Malaysia lấy lại sự tự tôn. Tuy nhiên, Malaysia sẽ rất khó khăn để có 3 điểm tuyệt đối trước U23 Việt Nam. Đúng như những gì mà tờ báo từ Malaysia dự đoán, thầy trò huấn luyện viên Brad Maloney đã phải nhận thất bại ở màn so tài vừa diễn ra vào tối ngày 8 tháng 6. U23 Malaysia nhận trận thua 0-2, thậm chí họ còn phải chơi thiếu người trong hiệp 2 với chiếc thẻ đỏ của Hakim. Trong khi đó, các cổ động viên Malaysia đã không tiếc lời chỉ trích các cầu thủ đội nhà sau trận thua trước U23 Việt Nam. Đội hình không có tương lai, về nhà thôi. Những cầu thủ trẻ khiến người hâm mộ quá thất vọng, tôi cảm thấy thật kỳ lạ. Đội hình mà chúng tôi đặt hy vọng đâu rồi, xin hãy đánh thức con hổ non. Cách tuyển chọn cầu thủ quá kém. Trong khi đó, cổ động viên Đông Nam Á đã không tiếc lời ngợi khen dành cho U23 Việt Nam. Hòa được, U23 Việt Nam chính là thành tích tốt nhất của U23 Thái Lan. Trong năm 2022 trận đấu kết thúc và cũng là lúc chuyến bay về nước của voi trên cất cánh. Tạm biệt các bạn nhé. Chúc mừng U23 Việt Nam, các bạn đã thi đấu rất tốt. Nào, hãy tiếp tục trở thành niềm tự hào của Đông Nam Á ở vòng đấu sau. Chúng tôi đã biết rằng U23 Malaysia sẽ thua U23 Việt Nam, mọi thứ ở SEA Games đã dự báo tất cả. U23 Việt Nam là một đội bóng toàn diện. Các bạn hoàn toàn xứng đáng đi tiếp. Ngay cả các cổ động viên châu Á cũng hết lời tán dương cho U23 Việt Nam. U23 Việt Nam là đội tốt nhất châu Á. Làm tốt lắm Việt Nam. Các bạn xứng đáng giành chiến thắng. U23 Việt Nam đã biến đối thủ trở thành một gã hề. Chúc mừng Việt Nam, các bạn đã chuẩn bị một đội hình tốt cho vòng chung kết U23 Châu Á 2022. Sự tôn trọng, Việt Nam từ Iraq. Niềm vui của U23 Việt Nam lại là nỗi buồn của U23 Thái Lan. Đội voi chiến đã thất thủ với tỷ số 0-1 trước U23 Hàn Quốc và chấp nhận về nước sớm. Tờ Siam Sport có bài viết Thái Lan dừng chân ngay từ vòng bảng vì bị Hàn Quốc phản bội. Tờ báo này cho biết U23 Hàn Quốc đã dắt tay U23 Việt Nam vào tứ kết, trong khi U23 Thái Lan phải về nước. Tất cả là do ở trận đấu trước đó, hai đội này đã hòa nhau với tỷ số 1-1. Tờ báo này cũng có bài viết về trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Malaysia. Họ giật tít, U23 Việt Nam đánh bại 10 người của U23 Malaysia để vào tứ kết. Tờ Tha Dach có bài viết U23 Thái Lan không tránh được số phận khi để thua Hàn Quốc, còn Việt Nam đánh bại Malaysia. Trong khi đó, trang Khao Sot giật tít U23 Thái Lan không thể ngăn cản U23 Hàn Quốc và U23 Việt Nam bị loại ngay từ vòng bảng. Trên mạng xã hội, các cổ động viên Thái Lan cũng bày tỏ sự tức giận với đội nhà. Chạy khắp cả mặt sân mà không có nổi một bàn thắng. Đánh như này thì bị loại là quá xứng đáng. Không thể nắm bắt cơ hội và không theo hệ thống nào cả. U23 Thái Lan đang chơi như một đội bóng. Văn phòng nghiệp dư vậy Liên đoàn bóng đá Thái Lan nên cho huấn luyện viên Kuragut Sirimaka về nhà làm nông. Ông ấy không đủ đẳng cấp để dẫn dắt bất kỳ cấp độ đội tuyển nào của bóng đá Thái Lan. Mặc dù không ưa U23 Việt Nam thật, nhưng phải thừa nhận rằng họ đang giỏi hơn chúng ta. Họ xứng đáng là đội giành lấy tấm vé vào chơi ở tứ kết vòng chung kết U23 Châu Á 2022 hơn là chúng ta. Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Sao huấn luyện viên lại thay đổi quá nhiều ở đội hình xuất phát? Thật không hiểu nổi điều gì đang diễn ra với U23 Thái Lan ở trận đấu này nữa. Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move.